Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với chuyên mục review dự án của JPS Blockchain Insights và mình là May. Xin phép cả nhà là do cái giọng May bị Covid đã được một tháng rồi nhưng mà hôm nay cái giọng May vẫn bị khàn và bị nghẹt mũi cho nên cái giọng không được hay nên mọi người thông cảm với mình nhé. Đây là trang web của JPS hiện tại thì đang có chương trình IDO, chương trình whitelist cho cái dự án Bitford và ở trên website này thì các bạn có thể xem bài viết ở trên này và các bạn được tính điểm nhé. Đây này May được 654 gem, có nghĩa là ở đây là tính điểm đấy các bạn. Thì sau này thì chúng ta sẽ tận dụng được cái điểm này ở trên website để mà cho những cái chương trình airdrop hay là gì đấy thì mai mốt thì JPS sẽ công bố với các bạn sau ha. Và dự án mà ngày hôm nay May muốn review cho cả nhà không phải là một dự án mới các bạn ha. Đây là một dự án đình đám, được gọi là đàn anh đàn chị trong lĩnh vực Oracle. Hiện tại thì nó cũng đang giữ vị trí số 1, đó chính là dự án Chainlink. Ngày nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu và mổ xẻ xem là lý do tại sao nó được gọi là dự án số 1 về Oracle nha cả nhà. Thì trước khi đi tìm hiểu về dự án Chainlink thì chúng ta phải giải thích, phải biết được là Oracle là gì đúng không ạ? Thì Oracle chính là cầu nối giữa các nguồn cung cấp dữ liệu, cho phép các hợp đồng thông minh cung cấp những cái thông tin ở thế giới bên ngoài, có nghĩa là off-chain, vào thế giới blockchain là on-chain bằng các ký tự, rồi các mã thập phân. Các bạn có thể thấy các ký tự ở trên đây 010001, đây là những cái ký tự hoặc là cái mã thập phân ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, Chainlink là gì ạ? Thì Chainlink là một mạng lưới Oracle phi tập trung, nó đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc triển khai, kết nối cái smart contract với dữ liệu chất lượng cao từ thế giới bên ngoài và chuyển giao dữ liệu từ blockchain ra thế giới bên ngoài theo chiều ngược lại. Với Chainlink thì smart contract có thể truy cập dữ liệu liên quan tới mọi lĩnh vực như là thể thao, này thời tiết, rồi tài chính, crypto và bất kỳ dữ liệu được kiểm chứng nào từ bên ngoài smart contract cần ha. Vậy thì chúng ta đã trả lời xong cho câu hỏi what it is, nó là gì đúng không ạ, Oracle là gì, Chainlink là gì rồi đúng không ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một cái khía cạnh nữa, đó chính là mô hình kinh doanh của Chainlink, để hiểu là sản phẩm của nó là gì, đối tượng khách hàng là ai và quy mô thị trường như thế nào các bạn nhé. Thứ nhất là về sản phẩm, thì hiện tại Chainlink đang có 5 sản phẩm nổi bật, đấy chính là Decentralized Market Data. Sản phẩm thứ hai là VRF, là viết tắt của cụm từ Verifiable Randomness. Sản phẩm thứ ba là Keepers and Computer. Sản phẩm thứ tư là Cross-Chain Bridge. Sản phẩm thứ năm là Enterprise Solution. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào sản phẩm thứ nhất là Decentralized Market Data. Ở những cái phần sản phẩm này thì mình xin phép được nói vắn tắt và mình sẽ chia sẻ nó sâu hơn ở phần sau các bạn ha. Về Decentralized Market Data thì nó sẽ đảm bảo cái nguồn cung cấp dữ liệu giá chất lượng cao và chống giả mạo, thúc đẩy cái sự phát triển của DeFi. Chống giả mạo như thế nào, chất lượng cao như thế nào thì mình sẽ giải thích ở phần công nghệ cho các bạn nghe nhé. Sản phẩm tiếp theo là Verifiable Randomness. Thì Chainlink VRF này sẽ cung cấp cái tính ngẫu nhiên và an toàn bằng một cái mật mã cho các ứng dụng dựa trên blockchain. Như hồi nãy mình đã nói rồi, mật mã là những cái mã số là 010001 đúng không? Hoặc là những cái key. Sản phẩm thứ ba đấy chính là Keepers and Computer. Thì Chainlink Keepers cho phép các hợp đồng thông minh tự động hóa các chức năng chính và các tác vụ theo cái hướng mà đáng tin cậy, phi tập trung và tiết kiệm chi phí. Sản phẩm thứ tư là Cross-Chain Bridging. Thì cái sản phẩm này cho phép xây dựng các cái ứng dụng chuỗi chéo một cách rất là an toàn và nhanh chóng bằng cái giao thức chuỗi chéo là CCIP. Đó. Thì cái giao thức này sẽ cung cấp một cái tiêu chuẩn chung và mở cho các nhà phát triển để mà xây dựng các dịch vụ và ứng dụng an toàn. Ở đây thì có thể gửi tin nhắn này, chuyển mã thông báo và bắt đầu activity là những cái hoạt động ở trên nhiều mạng khác nhau ha. Và sản phẩm thứ năm đấy chính là Enterprise Solution. Thì Chainlink là một trong những cái phần mềm trung gian để mà kết nối an toàn và dễ dàng các cái hệ thống doanh nghiệp hiện có với bất kỳ một cái mạng blockchain nào. Qua những cái thông tin về sản phẩm thì chúng ta thấy rằng là đối tượng khách hàng và quy mô thị trường của Chainlink thì cực kỳ rộng lớn đúng không ạ? Chainlink hiện tại như mình nói đang giữ vị trí số 1 về Oracle, do đó là tất cả các dự án về DeFi, gaming, NFT hay là các doanh nghiệp, các dự án về bảo hiểm nữa thì hầu như là toàn bộ hệ sinh thái blockchain đều cần tới Chainlink. Cho nên là đây là một dự án mà đánh xét về cái mô hình kinh doanh ấy, thì mình thấy là nó cực kỳ tiềm năng các bạn ha.
Tiếp theo là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phần công nghệ của Chainlink xem là tại sao những dữ liệu nó lấy lại là đáng tin cậy và chất lượng cao đồng thời là chống giả mạo các bạn nhé. Trong số rất là nhiều công nghệ nổi bật thì mình thấy có một cái công nghệ mà rất là đáng chú ý và cực kỳ nổi bật, đấy chính là Decentralized Oracle Networks. Để mang lại cái tính xác định cho lớp Oracle, Chainlink đã phát triển một cái mạng lưới mạng Oracle phi tập trung, hay là viết tắt là DON, mình gọi tiếng Việt là DON cho nó nhanh các bạn ha. Với mỗi DON thì bao gồm cái sự kết hợp của nhiều kỹ thuật bảo mật và cần thiết để mà phục vụ cho những cái trường hợp khác nhau. DON sẽ có hai chức năng chính, Executable, cái này có nghĩa là phần thực thi, và Adapter là phần định hướng. Cách mà DON lấy dữ liệu ngoài chuỗi để đưa vào Smart Contract, đó là cách Adapter này, có nghĩa là cái phần điều hướng, thì sẽ lấy dữ liệu off-chain và sau đó nó sẽ đưa vào Executable. Đây là cái phần thực thi, thì ở đây cái Executable này nó sẽ đọc này, sẽ xử lý, tính toán, và sau đó nó sẽ lưu vào cái bộ nhớ cục bộ của nó là Store, và trong quá trình tính toán thì nó vẫn đi giao lưu và giao tiếp với những DON khác nha các bạn. Ở đây chúng ta lưu ý rằng là dữ liệu off-chain đã được KYC, nghĩa là đây là dữ liệu sạch và chính xác, cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm về cái nguồn dữ liệu. Ví dụ như mình muốn lấy dữ liệu về thời tiết đi, thì thay vì chúng ta chỉ lên một kênh và xem một kết quả thì nó sẽ không khả thi và cái độ tin tưởng là 50-50 đúng không ạ? Còn khi mà chúng ta có 10 nguồn dữ liệu để tham khảo, và hẳn đây là những cái nguồn dữ liệu đã được KYC và chất lượng cao. Mình ví dụ nha, kết quả có 8 người có chung một đáp án và 2 người còn lại thì sẽ xảy ra hai đáp án khác nhau, thì như vậy thì xác suất nó sẽ cao hơn và đảm bảo hơn rất là nhiều đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trả lời cho câu hỏi rằng là tại sao lại đảm bảo cái dữ liệu có cái độ tin cậy cao và chống giả mạo ạ. Đầu tiên thì các nhà cung cấp dữ liệu sẽ cung cấp tổng hợp những cái dữ liệu giá thô từ vô số các ngàn sàn giao dịch tập trung và phi tập trung ở đây các bạn ha. Sau đó bước tiếp theo là các nút Chainlink sẽ tìm nạp dữ liệu từ các nhà cung cấp khác nhau là ở đây, và kết hợp các kết quả thành một cái giá trị tổng hợp lại đây. Và cuối cùng là nhiều nút Chainlink sẽ tổng hợp cái kết quả chúng với nhau ngoài chuỗi để tạo ra một cái báo cáo Oracle chống giả mạo được cung cấp cho các Smart Contract là các hợp đồng thông minh ở đây các bạn ha. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một chút về cái đội ngũ phát triển của Chainlink. Thì Chainlink là đã ra mắt từ tháng 6 năm 2017 bởi một cái công ty công nghệ Smart Contract tại San Francisco ở Mỹ, với cái sự dẫn dắt và điều hành của Sergey và CTO là Steve. Thì hiện tại Chainlink đã cập nhật là có trong đội ngũ phát triển có 207 người trên toàn thế giới. Qua một đội ngũ rất là hùng hậu phải không các bạn? Bây giờ chúng ta hãy đi tìm hiểu đôi nét về hai anh nhân vật chính của dự án này, đấy chính là CEO và CTO của dự án, đồng thời là founder và co-founder. Thì người thứ nhất là Sergey, anh là người sáng lập nên cái công ty Smart Contract và cũng đồng thời là người sáng lập ra Secure Asset Exchange, cũng sáng lập ra CryptoMail, đây là một cái dịch vụ email phi tập trung. Còn nữa, anh cũng đồng thời là người sáng lập ra General Partner of Capital. Đây là một cái quỹ đầu tư các bạn ha. Người thứ hai là CTO Steve. Anh cũng là co-founder của Chainlink. Anh là kỹ sư phần mềm tại Pivotal Labs, co-founder và CTO của Secure Asset Exchange. Anh cũng là giảng viên tại trường Đại học New York, ngành khoa học máy tính. Tiếp theo là chúng ta đi tìm hiểu về đội ngũ cố vấn của Chainlink. Mình rất là thích tìm hiểu về background của những người này, tại vì là họ có một cái background cực kỳ khủng và xịn sò đó các bạn. Người đầu tiên đó đấy chính là Eric. Thì Eric trước đây là giám đốc điều hành của Google, nơi mà ông đã phát triển một cái công ty công nghệ từ cái lúc mà nó khởi nghiệp thành một trong những công ty công nghệ mà quan trọng nhất hành tinh đúng không ạ? Và ông Eric này đã phục vụ trong hội đồng quản trị của Alphabet này, của Apple này, và Đại học Princeton này, ở Đại học Carnegie Mellon. Thì có một thông tin mình đọc ở trên Google, đó là ông từng làm việc cho gia tộc Rothschild. Thì gia tộc Rothschild là, nếu như các bạn đã đọc cái quyển sách Chiến tranh tiền tệ thì chúng ta cũng có thể biết rằng là đây là một cái gia tộc mà quyền lực nhất trên thế giới đúng không ạ? Nhưng mà thông tin này thì chưa được kiểm chứng các bạn nhé. Người thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn đấy chính là Ari. Thì ông Ari này là giáo sư khoa học máy tính tại Viện Jacob tại Cornell Tech, và đồng thời là giám đốc của IC3, đây là sáng kiến về tiền điện tử và hợp đồng. Người tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn đấy chính là giáo sư Dan Bonet. Thì Dan Bonet là
Hiện tại ấy, là giáo sư này đang còn giữ vị trí tư vấn kỹ thuật cho Chenlink. Thì ông là giáo sư tại Đại học Stanford và là người đứng đầu cái nhóm mật mã ứng dụng. Thì ông có rất là nhiều những cái nghiên cứu và những cái ấn phẩm. Trong đó thì có 100 ấn phẩm là nổi bật nhất và hơn 80.000 trích dẫn. Trọng tâm nghiên cứu của giáo sư Dan thì bao gồm các hệ thống về mật mã và có các đặc tính mới này, rồi khả năng phân tích mật mã và bảo mật web. Và người tiếp theo là Christian. Christian hiện tại cũng giữ vị trí là cố vấn kỹ thuật cho Chainlink. Thì Christian là đồng sáng lập của cái Diem và là nhà kinh tế trưởng của Hiệp hội Diem. Diem là một cái hiệp hội phi tập trung rất là nổi tiếng trên thế giới tại Thụy Sĩ các bạn ha. Christian này cũng thành lập cái phòng thí nghiệm kinh tế và mã hóa của MIT và thường xuyên trình bày cái công việc của mình tại các tổ chức hàng đầu trên thế giới như là Ngân hàng Dự trữ Liên bang này, rồi Diễn đàn Kinh tế Thế giới hay là Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Ngoài ra thì nếu như các bạn có thời gian thì các bạn nên tìm hiểu thêm về đội ngũ phát triển và đội ngũ cố vấn của Chainlink. Toàn những nhân vật cộng cán nổi tiếng về các lĩnh vực về công nghệ, data cũng như là tài chính ha các bạn ha. Về đối tác của Chainlink thì tính đến thời điểm hiện tại Chainlink đã có tới 1.213 đối tác khi mà mình làm video này. Thì trong đó là phải kể đến những cái đối tác cực kỳ là nổi bật như là Swift. Đây là một cái mạng truyền thông liên ngân hàng nổi khổng lồ trên toàn thế giới các bạn. Thứ hai đấy chính là Request Network. Đây là một trong những nền tảng trao đổi nhằm mục đích là trở thành tiêu chuẩn để mà trao đổi tiền pháp định và tiền điện tử. Thứ ba là Signal Capital. Đây là một cái quỹ đầu tư cực kỳ lớn. Tiếp theo là ICA3 là nơi mà các nhà nghiên cứu bảo mật và Học viện Khoa học Máy tính triển khai cái việc sử dụng các nghiên cứu bảo mật tiên tiến. Và cuối cùng là Gartner. Gartner là một trong những công ty nghiên cứu độc lập bằng cách là cung cấp các hợp đồng thông minh các bạn ha. Về tokenomics của Chainlink thì tổng cung là 1 tỷ và giá hiện tại khi mà mới làm video này thì giá khoảng 15 USD. Về mua ở đâu? Thì hiện tại thì Chainlink đã list hầu hết tất cả các sàn lớn như là Binance, Huobi, Gates vân vân các bạn ha. Về đối thủ của Chainlink thì hiện tại á là Chainlink đang có những đối thủ như là Dia, rồi Ban, rồi Razor, rồi RLC, rồi Killing vân vân. Nhưng mà trong đó có một cái đối thủ mà mình nghĩ là nó cực kỳ là tiềm năng, cực kỳ là có nghĩa là đáng gờm trong tương lai, đấy chính là API3. Thì API3 chính là dự án mà sẽ giải quyết được những cái điểm yếu của Chainlink về dài hạn nếu như mà dự án này nó có đủ nguồn lực để đi đúng như là triết lý của họ là phi tập trung. Cho dù hệ sinh thái có phát triển cỡ nào thì vẫn là phi tập trung các bạn ha. Tí nữa mình sẽ phân tích cái điều này ở cái phần đánh giá cá nhân các bạn ha. Một số nhận định của mình về dự án Chainlink. Lưu ý đây là những đánh giá cá nhân của mình thôi. Mỗi một cá nhân đều có quyền đánh giá một cái dự án mà mình thẩm định các bạn ha. Về điểm mạnh thì Chainlink là có một cái lợi thế dẫn đầu về cái mảng Oracle. Rất là nhiều tổ chức và rất là nhiều những cái ông lớn đã vào đây, đã tham gia vào đây và đầu tư và support cho Chainlink. Ngoài ra thì Chainlink có những điểm mạnh như mình vừa chia sẻ phía trên về business model là mô hình kinh doanh, về công nghệ, rồi cả về đội ngũ phát triển cũng như là đội ngũ cố vấn và mạng. Riêng về điểm yếu của Chainlink thì mình có một số ý kiến như sau. Thứ nhất là định hướng của blockchain là một cái yếu tố phi tập trung, nhưng mà bản thân Chainlink lại là rất chia là tập trung và tập quyền đúng không ạ? Chính cái ưu điểm của nó cũng chính là nhược điểm của nó. Tại vì là tất cả dữ liệu đều phụ thuộc vào Chainlink, tất cả các smart contract đều lấy dữ liệu ở đó 100%. Nếu như một ngày nào đó mà Chainlink bị tấn công ấy, thì hầu như thị trường blockchain sẽ bị rúng động mạnh đúng không ạ? Vì như các bạn thấy rằng là đối tác của Chainlink hiện tại đang là 1.213 đối tác và cái số lượng đối tác này hàng ngày sẽ tăng lên rất là nhiều. Như hôm trước mình có một đọc một cái tài liệu đó là mỗi một ngày ấy, thì Chainlink sẽ tăng lên 1,4 đối tác thì phải. Đấy, rất là kinh khủng. Và nếu như mà một ngày ấy, thì nếu Chainlink mà bị tấn công thì là toàn bộ thị trường sẽ tạo nên một cái hiện tượng thiên nga đen kinh hoàng trong cái thị trường blockchain này các bạn ha. Thì đấy là ý kiến cá nhân của mình. Về kết luận thì Chainlink là một mạng Oracle phi tập trung, cho phép các hợp đồng thông minh truy cập an toàn vào nguồn cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi, API web và thanh toán ngân hàng truyền thống. Nó nổi tiếng với việc là cung cấp các Oracle có cái độ an toàn cao và đáng tin cậy cho các doanh nghiệp lớn trên thế giới như là Google và Swift và nhóm các nhà phát triển hợp đồng thông minh hàng đầu như là Polkadot, Substray, v.v.
Từ đây ta có thể thấy được là cái dự án Chainlink này cực kỳ tiềm năng. Thế lưu ý rằng là video này của May chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không khuyến khích mọi người là hãy đầu tư ngay lập tức ha mọi người ha. Bản thân May thì mình nghĩ rằng là đến một cái thời gian tiếp theo, giai đoạn tiếp theo của thị trường, khi mà thị trường rơi vào giai đoạn downtrend, nếu như mà dự án này giảm sâu thì mình sẽ đầu tư rất là nhiều vào dự án này ha. Còn bây giờ thì mình cứ ngồi im và xem xét thôi. Thì mọi người á, nếu như muốn đầu tư vào thị trường thì sẽ phải học thật kỹ cái bài học về quản lý vốn mà May và anh Hưởng có chia sẻ trong talk show thứ hai, để mà có một cái kiến thức nền tảng cho cái việc đầu tư sau này các bạn ha. Và cuối cùng là một lời cảm ơn chân thành từ May. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi Chiabet. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video này của May. Cả nhà đừng quên tặng May và Chiabet một like để cho những gì mà May đã làm ra video này, cũng như là bấm đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Chiabet các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Bye bye!